Anh ăn sáng đi, hả, đi làm. Nấu cho tôi tô mì ăn được rồi. Bà chưa có khỏe hẳn, nấu chi cho nó cực. Em cũng khỏe rồi, làm tí cho đỡ tay đỡ chân. Em nấu có chút xíu là có ăn liền à. Thanh ngồi xuống ăn đi cho nó nóng. Này đúng món đồ của tôi luôn ha. Nuôi nấu sườn nè. Giờ tôi giỏi quá. Anh có tin tức gì của cha con thằng Mô chưa? Công an nói là có thông tin rồi. Hai cha con đang ở thành phố. Anh Mô thì làm bốc vác ở chợ đầu mối. Nghe nói cũng kiếm được tiền nuôi hạt dẻ. Cho nên bỏ làng Mô ở trên đó luôn. Em thấy anh Mô làm vậy cũng phải. Còn hạt dẻ nó lớn rồi, đủ thứ chi phí hết. Nào là tiền ăn, tiền mặc. Sắp tới nó còn phải đi học, sách vở này nọ nữa. Nhưng mà cái chuyện này đâu có phải nhất thiết anh phải lén lút đi như vậy đâu anh. Cha Mô ơi. Hả? Cha Mô có mệt không? Không, cha Mô không mệt. Cổng hàng dễ là cha Mô không có mệt. Cha Mô ơi, hàng dễ tự đi được mà. Hàng dễ ngoan, hàng dễ ngồi im đi, cha Mô cổng nha. Mà hàng dễ mệt chút xíu à. Ừ. Cha Mô ơi. Gì con? Cha, tối nay cha cho con đi theo cha làm nha. Thôi, hàng dễ ăn nít mà, ở nhà ngủ cho nó khỏe chứ. Nhưng mà cha Mô nhớ hồi lúc về làng Mô không cha? Cha Mô hứa với con là cha Mô không có bỏ con mình mà. Tối này nè, con nằm mơ ghê lắm. Cha Mô xin lỗi con nè. Thôi được rồi, có gì không được cho hạt dẻ ra đó rồi ra ngoài chợ á, sao hạt dẻ ngủ được con? Thì chừng nào hạt dẻ buồn ngủ á, cha Mô trải chiếu cho hạt dẻ ngủ. Được rồi. Tối cha Mô cho hạt dẻ theo ha. Dạ. Còn giờ nè, hạt dẻ thích ăn gì để cha Mô mua cho hạt dẻ ăn cái. Hạt dẻ không muốn ăn gì hết á. Vậy hạt dẻ thích chơi thú nhúng không? Dạ thích, dạ thích. Tao muốn đi chơi thú nhúng lắm. Vậy có thương cha Mô không? Thương. Nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều cả bao nhiêu? Hơi chất nước luôn. Dạ. Anh không định lên thành phố thăm con nhỏ hả? Tôi hả? Thì cũng định khi nào quẩn quẩn công việc rồi tôi mới đi. Làm mẹ hụt rồi, em hiểu được cảm nhận của anh bây giờ là như thế nào.